Thị trường mỹ phẩm có quy mô tương đối rộng lớn và nhu cầu thì ngày càng tăng, bởi quan niệm về cái đẹp ít nhiều đã có sự thay đổi trong nhận thức. Nhu cầu làm đẹp tăng cao, thêm vào đó là sự gia tăng về thu nhập, mức sống của người tiêu dùng đã khiến cho mỹ phẩm có điều kiện trở thành loại sản phẩm thông dụng. Đặc biệt sau đại dịch đã tạo nên bước thay đổi ngoạn mục về xu hướng chăm sóc bản thân, chăm sóc cơ thể và chăm sóc da. Khủng hoảng luôn đi kèm cơ hội. Hiện nay có rất nhiều cửa hàng mỹ phẩm xuất hiện để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của tất cả mọi người. Nhưng lựa chọn địa chỉ nào để mua được những sản phẩm mỹ phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng lại là nỗi băn khoăn lớn nhất của người tiêu dùng hiện nay. Silver the best for you, slogan cũng như định hướng hoạt động của Min, làm việc với mục tiêu và định hướng là mang đến những sản phẩm tốt nhất đến tay mỗi người. Min Cosmetics được biết đến như một thiên đường mỹ phẩm chính hãng của những người yêu cái đẹp. Được thành lập từ năm 2014, đến nay, Min Cosmetics đã có 16 cơ sở với hàng nghìn sản phẩm đa dạng cho cả chăm sóc da và trang điểm. Min mang đến niềm tin cho khách hàng bằng việc cung cấp ra thị trường các sản phẩm chính hãng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhất định sẽ đem đến cho khách hàng những trải nghiệm vô cùng thú vị. Mình nghĩ là sẽ có ba cái tiêu chí chính. Tiêu chí đầu tiên là về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Thì cái khâu mà quan trọng nhất cũng như là khó khăn nhất thì sẽ là chọn được một cái nguồn hàng mà có cái đảm bảo về chất lượng cũng như là nguồn gốc rõ ràng để đến tay người tiêu dùng. Tiêu chí thứ hai là chi phí cũng như là giá thành của sản phẩm. Một sản phẩm tốt không hẳn là sản phẩm đắt nhất mà là cái sản phẩm mà có giá thành phù hợp với lại cả chất lượng của sản phẩm. Thì tại Min, chi phí và giá thành của sản phẩm phù hợp với mọi đối tượng khách hàng cũng như là nhu cầu và mục đích sử dụng. Tiêu chí thứ ba là phù hợp với từng người. Thì tại Min thì luôn để ý đến những cái phản hồi của khách hàng để làm sao mà đưa ra được cái sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất dành cho tất cả mọi đối tượng. Nhằm mang lại những trải nghiệm sử dụng mỹ phẩm chất lượng chính hãng cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, Min Cosmetics khai trương thêm cơ sở thứ 16 tại số 8 Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội là minh chứng Min đang dần phủ xanh thủ đô và trở thành một thương hiệu có tiếng trên thị trường mỹ phẩm hiện nay. Khai trương cơ sở mới, Min mang lại những chương trình, những phần quà ưu đãi hấp dẫn dành tặng cho tất cả khách hàng. Đặc biệt, trong dịp khai trương lần này, Min còn có chương trình kết hợp với các nhãn hàng lớn giúp khách hàng có những trải nghiệm thú vị như định hình lông mày từ chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, soi da bằng thiết bị hiện đại từ bác sĩ da liễu hàng đầu, giúp khách hàng đến với niềm vui, về với sự hài lòng. Da của mình là một làn da nhạy cảm nên là khi mình chọn mỹ phẩm mình sẽ rất là kỹ tính. Mình có biết đến Min là một thương hiệu bán mỹ phẩm chính hãng nên là mình đã ghé qua Min. Ở Min thì cơ sở vật chất hiện đại và đặc biệt là các bạn nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình, có hiểu biết. Các bạn tư vấn cho mình sản phẩm khá là phù hợp với làn da của mình. Ngày trước thì em cũng được bạn giới thiệu ấy ạ. Thì em cũng có mua mỹ phẩm ở Min qua kênh online rồi. Em thấy chất lượng khá là ổn. Thì đợt này em thấy Min có mở một chi nhánh mới ở Gia Lâm nên là em mới qua đây để nhận thêm nhiều ưu đãi khác ấy ạ. Với cả là Min sẽ có khá là nhiều mặt hàng và sẽ phù hợp với túi tiền sinh viên của em ạ. Với sứ mệnh mang lại một diện mạo rạng rỡ, tươi tắn cho tất cả mọi người, Min Cosmetics đang làm tốt vai trò là cầu nối giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận được tất cả những sản phẩm chất lượng. Trong tương lai, Min Cosmetics mong muốn trở thành ngôi nhà mỹ phẩm đáng tin cậy, được tất cả mọi người tin dùng, không chỉ ở địa bàn thành phố Hà Nội mà còn mang những sản phẩm chất lượng đến khắp mọi nơi, các cơ sở trải dài cả nước.